Hello xin chào các bạn lại là Huy đây. Và trong video này Huy sẽ nói tới một cái thứ rất là quan trọng nhất là với những cái bạn mà uh, sắp đi làm hoặc là những cái bạn đang muốn mở cho mình một cái studio riêng đó là những cái bộ phận ở trong một công ty quảng cáo hoàn chỉnh. Rồi thứ nhất thì Huy phải nói tới là mỗi công ty quảng cáo á thì thật ra nó có mỗi cái cách hoạt động riêng, nó có những cái bộ phận riêng. Cho nên là khi mà các bạn uh, nghĩ về quảng cáo thì nó không phải là Uh, tất cả mọi cái công ty quảng cáo nó đều cấu thành như nhau. Cho nên là những cái chức danh á đôi khi nó cũng có những cái việc làm khác nhau. Vì ví dụ như uh, rất là nhiều người hỏi UI director uh, hay là chỉ đạo nghệ thuật á thì làm những cái công việc gì? Thì cái này thì nó cũng là một cái câu hỏi chính đáng. Tuy nhiên thì mỗi công ty nó lại có mỗi cái dạng director khác nhau. Cho nên là nó hơi khó để trả lời nếu mà không biết chi tiết là các bạn đang hỏi theo cái mô hình công ty nào. Rồi À, nó vẫn có một vài những cái giống nhau và sau đây trong cái video này thì Huy chỉ nói tới những cái thứ mà thường mà Huy thấy và thường người ta sẽ build hay là xây dựng một cái agency theo cái kiểu này ha. Rồi Thường thì Huy sẽ thấy agency nó có bốn cái bộ phận ha. Thứ nhất là bộ phận sáng tạo Thứ hai là bộ phận chiến thuật Thứ ba là bộ phận sản xuất Và thứ tư là bộ phận account Rồi Vậy thì cái bộ phận sáng tạo á, mọi người sẽ thấy trong cái bộ phận sáng tạo nó có thứ nhất là copywriter hay là cái người phụ trách cái phần viết lách ấy, copywriter là những cái người rất là giỏi viết và họ sẽ quyết định xem là mình nên chạy cái uh, những cái ads hay những cái quảng cáo uh, có cái chữ gì ở trên đó. Uh, họ sẽ quyết định xem là liệu cái chữ đó đã đủ thú vị chưa hay là nó cần cái chỉnh sửa gì không. Rồi thứ hai là graphic designer. Thì graphic designer là cái người đảm nhận cái cái việc là thiết kế những cái poster hay là những cái quảng cáo trong một cái chiến dịch có nghĩa là những cái mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc là đặt cái chữ đó ở đâu hay là chọn cái màu như thế nào hay là cái chữ đó nó nên là cái phong nào là graphic designer rồi thứ ba là art director thì thường art director sẽ làm việc với lại copywriter với lại graphic designer để mà ra được một cái một cái gọi là cái quảng cáo mà nó cùng một cái tông ấy có nghĩa là trong một chiến dịch thì nó thì những cái quảng cáo nằm trong cái những chiến dịch đó nó cần phải có chung một cái tông giọng nó cần phải có chung một cái cái visual cái phong cách thẩm mỹ ấy. cho nên là ad là cái người rất là am hiểu về cái cái chuyện đó thì họ sẽ quyết định xem là cái cái phong cách là như thế nào và làm sao để giữ phong cách trên khắp những cái quảng cáo đó cái tv commercial hay cái quảng cáo trên tv nhìn nó cũng phải giống cái poster và cái poster nhìn cũng phải giống như cái card visit hay là phải giống như là cái banner trên cái website thì những cái thứ này là director sẽ là cái người quyết định và cuối cùng trong team creative mọi người sẽ biết tới creative director là hay là giám đốc sáng tạo ấy. thì uh, creative director là cái người phụ trách cái trách nhiệm là làm sao để mà cái chiến dịch đó nó có thể đúng với lại cái thông điệp của cái thương hiệu họ sẽ chịu có trách nhiệm là ra cái chiến dịch như thế nào để mà có thể thỏa mãn hay có thể trung thành được với lại cái thông điệp của cái thương hiệu đó một số creative director thì mọi người cũng thấy là đảm nhận luôn cái vai trò là làm sao để mà cái team sáng tạo có thể hoạt động với nhau một cách trơn tru. Rồi thứ hai là team strategy hay là team chiến thuật. Cái bộ phận chiến thuật này á là những cái người mang cái chức danh là planner. Thì những cái bạn planner này sẽ phụ trách cái cái phần là research nghĩa là nghiên cứu về đối tượng khách hàng, xem là họ có những cái cái mình có những cái insight gì hay không về họ như là những cái thông tin những cái sự thật những cái thông số về cái đối tượng khách hàng đó ví dụ như là trẻ con thì thích màu mè chẳng hạn hay là nam giới thì thích màu xanh hay là màu hồng kiểu vậy thì uh, nếu mà mọi người so đó thì cái bộ phận sáng tạo nó giống như là một cái đứa con nít với những cái suy nghĩ hoang dại vậy nhưng mà cái bộ phận chiến thuật nó sẽ giống như là những cái bà cô mọt sách để mà có thể đọc xong mà có thể hướng dẫn và hỗ trợ cái đứa trẻ đó nó chơi trong cái vùng an toàn của nó. Thứ ba là bộ phận sản xuất. Thì cái bộ phận sản xuất này á sẽ đảm nhiệm cái vai trò ví dụ như mọi người trong cái công ty quảng cáo cần làm một cái quảng cáo TV đi, TV commercial á thì cái bộ phận sản xuất này sẽ phụ trách cái việc là à, mướn máy quay, cung cấp máy quay hay là cung cấp diễn viên, rồi book những cái người liên quan, những cái nhân sự liên quan tới cái việc sản xuất ra cái TV commercial đó. Một vài production uh, team, uh, những cái bộ phận uh, sản xuất á, thì cũng kiêm luôn cái việc là in ấn này nọ luôn cho uh, cái uh, cái chiến dịch đó. Hiện giờ thì đa số agency Huy thấy là họ mướn production team ở bên ngoài, chứ nó không có trực thuộc ở cái agency đó. Tại vì nuôi cái uh, cái bộ máy đó cũng khá là khó đó, nên uh, họ mướn ngoài không. Nhưng mà bây giờ nó có một cái trend Huy đang thấy là những cái agency là có cái team sản xuất in-house luôn thì huy nghĩ nó để, để họ có thể edit dễ dàng hơn và huy nghĩ ở đây cũng có thể là một cái trend trong tương lai mà huy không nói chắc là huy cũng phải nhà tiên tri <laughs> rồi và cuối cùng là account team thì cái team account này là những cái người mà huy nghĩ là dân sáng tạo mình phải cảm ơn rất là nhiều tại vì họ phụ trách cái phần làm sao để mà mình có thể sáng tạo một cách bình yên nhất có thể tại vì sao tại vì khi mà client họ nói với lại team sáng tạo đúng không thì đôi khi client cũng là con người thôi nên là họ có những cái buồn vui những cái hỉ nộ ái ố nên thành ra lúc mà họ nói tới mình họ nói tới dân sáng tạo thì đôi khi cái lời lẽ của họ nó không có được nó không có được chuẩn nó không có được trung lập để mình có thể tập trung thì ạc cao sẽ là những cái bạn mà dịch cái những cái thông tin những cái ý của khách hàng ra cho dân sáng tạo để mà dân sáng tạo có thể tập trung dễ hơn ví dụ như là client đang nóng bừng bừng lên đang rất là giận Tại vì không thích cái ý tưởng của dân sáng tạo của team sáng tạo thì uh, account họ sẽ làm cái làm cái uh, cơn giận đó xuống, <laughs> họ sẽ truyền đạt lại đúng cái thông tin đó nhưng mà không có cái phần uh, cảm xúc giận dữ ở trong đó cho team sáng tạo. Ừ. Đó, nên là huy nghĩ account sẽ là một cái uh, một cái nơi mà các bạn uh, cần phải cảm ơn. Nhưng mà nói thì nói vậy nhưng mà cái cái việc thật ra của account không phải là bảo vệ dân sáng tạo mà là bảo vệ cái dự án đó nghĩa là làm sao để cái dự án đó nó tốt nhất có thể đó là cái việc của họ rồi hơi nghĩ vậy thôi đa phần thì agency nó đều có những cái bộ phận này hết trừ những agency quá nhỏ thì những cái bộ phận này nó sẽ làm việc với nhau để mà ra được một cái kết quả một cái chiến dịch quảng cáo chuẩn chỉnh nhất có thể rồi bye mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ